Mến chào quý anh chị cô chú nha. Thì hôm nay em tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem thửa đất tọa lạc tại thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thửa đất ngày hôm nay của chúng ta là có diện tích là gần 1.400 m² đó quý anh chị. Thì thửa đất ngày hôm nay của chúng ta nằm cách quốc lộ 56 tầm khoảng là 1.5 cây số thôi, và cách đường quốc lộ 56B là trục chính song song với quốc lộ 56 nha quý anh chị, là tầm khoảng là 500 m thôi nha quý anh chị, chưa tới 500 m nữa là chúng ta đã ra quốc lộ 56B. Thì thửa đất ngày hôm nay của chúng ta thì có rất là nhiều ưu điểm là gần trường học, gần chợ, gần bệnh viện ha quý anh chị. Trên đất của mình thì hiện tại đang có trồng một số ít trái cây đó, và mình cũng có giá cực kỳ hợp lý luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị vui lòng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn về cái thửa đất ngày hôm nay nha. Thì đây là sổ của mình. Mình địa chỉ là thuộc xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.379 m² nha quý anh chị. Hình thức sử dụng riêng và mục đích là sử dụng là đất trồng cây lâu năm ha. Và thời hạn sử dụng đến năm 2043. Thì đến năm 2043 mình đem sổ này đem đi gia hạn thêm ha. Còn đây là thửa đất của mình ở trên bản đồ quy hoạch. Thì mình có cái hình dạng nó cũng hơi buồn cười một xíu nha quý anh chị. Phía trước thì nói chung là tóp hậu hơi bị nhiều. Phía trước mặt tiền mình có 45 m, và phía sau của mình là chỉ tóp còn 15 m thôi, và cạnh của mình thì có 60 m, và cái mặt bên kia thì mình giáp với suối ha. Thì mở quy hoạch lên thì mình là hoàn toàn không dính quy hoạch gì cả nha quý anh chị đó, và đất của mình là đất trồng cây lâu năm. Rồi ranh giới của mình là từ đây nha quý vị, từ cái hàng cây nè, đất của mình là từ hàng cây này nha. Mình đổ sang bám trên mặt tiền này là có 45 m nha. Mình rộng 45 m mặt trước, sâu về sau là 60 m, và đằng sau mình là nó tóp hậu lại còn 16 m. Hơi bị xấu là tóp hậu ha quý anh chị ha. Đó, vì thế là nó có rất cái giá rất là rẻ nha. Đó. Còn hướng của mình là chính hướng đông luôn nha quý anh chị. Đó, hiện tại bây giờ đang tầm khoảng 4 giờ chiều nè. Trời nó đổ về đằng sau lưng của chúng ta ha. Còn khu vực này thì dân cư ở rất là đông đúc rồi quý anh chị. Ở trước mặt đối diện của chúng ta là nhà nè. Ra kia là rất là nhiều nhà. Và mình cách cái trục chính quốc lộ 56B á, tầm khoảng là 500 m thôi nha quý anh chị. Đó, cái trục đường nó thì nó về xã Cù Bị, và nó đi Suối Nghệ ha. Nó đi khu công nghiệp Sona Deji, huyện Châu Đức. Thì đường của mình á, là hiện tại là đường bê tông. Đường bê tông này lộ giới nó tầm khoảng 4-5 m đó quý anh chị, tầm khoảng 5 m á, trông rất là rộng. Hai xe tô né nhau được nha quý anh chị. Còn dây điện thì ở đây thì cũng xài dây điện câu thì xa. Cũng chưa trồng trụ điện. Trụ nó mới tới kia quý anh chị. Đó. Trụ trước mặt kìa. Nó trước mặt chúng ta có trụ điện á. Nói chung là chưa trồng trụ lớn nha. Đó. Thì đất của mình á, thổ nhưỡng là đất đỏ Ba Giang nha quý anh chị. Thổ nhưỡng là đất đỏ Ba Giang. Đó. Thì trên đất hiện tại đang trồng một số trái cây như xoài nè, chôm chôm, rồi mít. Rồi có cà vu sữa nè. Nó mấy loại trái cây này chắc tầm khoảng được hơn năm rồi nha. Có cây sầu riêng. Đó. Cái mít nha, mới lớn nãy cho thu hoạch rồi quý anh chị. Thì đất của mình thì giáp suối nha quý anh chị. Đó. Suối hiện tại này mùa khô nên nó cũng không có nước lắm. Suối của mình thì cũng hơi bị sâu á. Sâu dưới này nha quý anh chị. Đó. Thì mình về, nếu mình sở hữu miếng đất này thì về xây lại kè ha. Thì vị trí của mình ở cái khu vực của mình cũng rất là nổi tiếng, là có cái địa đạo gọi là địa đạo Kim Long á, rất nổi tiếng ở khu vực nha quý anh chị. Đó. Có cái điều. Nói chung là sâu 60 m là cũng sâu quý anh chị. Ở đây mà xây cất một cái nhà nó nói chung là cũng thoải mái. Một sào tư đất.
Đây là vị trí Google vệ tinh ha. Thì mình cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 70 cây, cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 40 cây số nha quý anh chị. Và cách biển Hồ Tràm này cũng tầm khoảng là 35 cây. Mình cách thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai tầm khoảng là 30 cây ha quý anh chị. Mình cách trung tâm thị trấn Ngãi Giao của huyện Châu Đức tầm khoảng là trung tâm thị trấn Ngãi Giao tầm khoảng là 8 cây số thôi nha quý anh chị. Và mình cách trung tâm thị trấn của mình, thị trấn Kim Long tầm khoảng là 2 cây số thôi. Là mình đã ra trung tâm thị trấn Kim Long rồi. Và mình còn gần một cái vị trí nữa là gần quốc lộ 56B ha quý anh chị. Mình cách quốc lộ 56B là trục song song với quốc lộ 56 tầm khoảng là chỗ cà phê Võng Sang, là cái trục đường quốc lộ 56B nha quý anh chị. Tầm khoảng là 400m thôi nha quý anh chị, là mình đã ra trục quốc lộ 56B rồi. Thì quý anh chị xem vị trí chi tiết hơn ở dưới đường link mô tả phía bên dưới của Google Maps nha quý anh chị. Thì đây là từ vị trí thửa đất chúng ta di chuyển ra đường quốc lộ 56B ha. Đường của mình rất là rộng rãi nha quý anh chị. Đó. Nên trong khu của mình cũng khá là nhiều nhà rồi. Thì để không làm mất thời gian của quý anh chị thì em xin báo về giá luôn ha. Thì chủ đang rao lô đất này với cái giá là 1 tỷ 050 triệu. Cho lô đất gần 1.400m² ha. Và cái giá này là cái giá không thương lượng nha quý anh chị. Thì cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.